Dừng chân tại tập 12, The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ Thảo Trang chính thức lộ diện và để lại vô vàn những tiếc nuối cho khán giả vì chương trình mất đi một giọng ca gây thương nhớ như Kỳ Đà Hoa. Cũng trong phần lộ diện của mình, Thảo Trang đã mang đến một ca khúc cực kỳ ý nghĩa, Ước Mơ Của Mẹ, do Hứa Kim Tuyền sáng tác, như một lời nhắn nhủ đến con trai và tri ân những hy sinh của mẹ mình. Phần trình diễn của Thảo Trang không chỉ khiến hội đồng cố vấn và tất cả các khán giả tại trường quay phải ngấn lệ, mà nam MC Ngô Kiến Huy cũng không thể kìm được những giọt nước mắt mà bật khóc ngay trên sân khấu. Tất Tiên phải bất ngờ thốt lên: "Lần đầu tiên em thấy anh Huy khóc luôn." Trấn Thành cũng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi mới thấy luôn. Tôi đi làm show với MC Ngô Kiến Huy mà tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy khóc hết trơn." Ngô Kiến Huy cũng nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày xưa mẹ em cũng ước mơ như vậy. Cũng mong là sau này em viết tiếp ước mơ của mẹ em là làm nghệ thuật. Bài hát này quá tuyệt vời và màn lộ diện này nó quá đẹp." Thật vậy, Ngô Kiến Huy được khán giả biết đến là một người cực kỳ yêu mẹ và gia đình mình. Chàng nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những bức ảnh về mẹ và cũng không ngại dành những lời tri ân đến gia đình ngay trên trang cá nhân của mình. Là người của công chúng nhưng lại là người con hiếu thảo trong gia đình, Ngô Kiến Huy luôn đặt tình cảm của gia đình lên trước nhất. Và mẹ của anh cũng là một trong những nguồn động lực làm việc và phấn đấu trên chặng hành trình làm nghệ thuật của anh.